Chào các bạn và anh em đã đến kênh YouTube Tan Vinh của em ha. Kênh em là chuyên thanh lý, mua bán, trao đổi tất cả thiết bị âm thanh ha, dàn nhạc sống, dàn kẹo kéo và có thâu mua dàn nhạc của em ở gần xa ha. Địa chỉ của em ở Ninh Thới, Cầu Kè, Trà Vinh. Số điện thoại là 0787979286 ha. Hôm nay thì em về được một lô Migo anh em, khá là nhiều ha. Dàn cơ, dàn số X5 chép đồ phân tầng thì em về được hai bộ phân tầng nha anh em, nhưng mà nó bị lạc lòi ha, nó bị lẻ một cái. Phân tầng full đôi. Full đôi này là full đôi 40 nha anh em ha. Code server 2008 2018. Một cái như thế này em bán cho anh em với giá là 300.000 ha. Ba cái này là 300.000, 200.000 một cái nha. Đó, 200.000 một cái. Một cặp là 400 ha. Rồi một cái lẻ, phân tầng Bima F2A này nè. Đó là 250k ha. Bima phân tầng full đôi đó, thì bán cho anh em với cái giá là 250k ha. Còn ba cái này một cái là 200k. Em về chép mới anh em ha. Chép mới thì đây, chép GCF đứt nhôm đó, giá là 1 triệu đồng nha. Hàng đứt nhôm giá 1 triệu. Chép GCF 450 đứt nhôm, một cặp là 550k ha. Một cái lẻ là 300k. Đây gắn dặn ha, chép GCF đứt nhôm hàng mới đó, anh em cần thì liên hệ giùm em nha. 550k cho một cặp và một cái là 300k ha. Chép BA thì em còn một cặp đây, chép BA Thái ha, BA 7015, cái này là không zin nha, bán cho anh em 1,5 triệu, có thun bởi giấy tờ đầy đủ ha. Một cặp này là 1,5 triệu nha anh em. Mi thì em khá nhiều nè, rồi em sẽ quay qua phần mấy cái lặt giặt ha nè, mấy cái dàn cơ, dàn số, code ha. Tiếp theo thì em còn một cây Bosa na chống hú cho anh em 5.0 đó, bán cho anh em với giá là 700k ha. Chống hú hoàn hoạt động tốt, mới vừa về hôm qua thì anh em hỏi thì em chưa có ha. Hôm nay thì em mới về 5.0 Bosa, giá là 700k ha. Một cây Bosa feedback, một cây reverb 100, nói chung mặt hơi xấu nè, hôm nay em giảm cho anh em với giá là 900k ha. Hoạt động tốt, reverb 100 của Yamaha ha, cây này là của Made in Japan nha, chứ mạch vàng của Made in Japan chứ không phải của China ha, mạch vàng nha anh em. Em sẽ sơn sơ lại cho anh em ha. 900k. Một cây code số, nó màn hình thì nó vậy thôi chứ nó lên đầy đủ anh em, không có hư ha. Đó, giá 1,3 triệu, một cây code số 7 2 in 4 ao. Số 7 2 pin 4 ao, giá là 1,3 triệu ha. Một cây quản lý nguồn, giá là 800k, mã là V200 ha. Quản lý nguồn mặt mày còn đẹp, mỗi năng hoạt động ok, giá là 800k ha. Van cơ thì đây, em có về được một cây van cơ net 10 ha anh em. Cây van cơ net 10, giá là 1 triệu một cây nha anh em. Van cơ FX8, cây này là hàng mới anh em ơi, bảo hành 1 năm ha. Em bán cho anh em giá là 1,1 triệu thôi, em còn duy nhất một cây ha, đầy đủ hộp hết nha. Cây net 8 này là hàng mới nha, 1,1 triệu. Một cây net 8 như này đây, một cây net 8 này thì em bán cho anh em với giá là 1,000,000 đồng ha. 1,000,000 nha anh em, một cây net 8 này là giá 1,000,000 đồng, hàng cũ nha. Và đây là một cây K10 giang cơ, giang cơ K10 ha. Giang cơ này là không có quà đậu tút nha anh em. Đó, em bán cho anh em với cái giá cây này là 800k thôi nha anh em. K10. Mạch là mạch đỏ ha. Ở trong mình quay còn nhìn thấy mạch đỏ nha anh em. Cây này bán anh em 800k. Một cây nâng tiếng. Một cây nâng tiếng nha. Nâng tiếng này bán cho anh em với giá là 600k. Nó bị mấy cái nút like, mấy cái nút nha anh em. 600k. Nút không thay mấy cái nút rồi nè. Đó, hoạt động ok nha, thay mấy nút mũ thôi chứ còn hoạt động là hoàn nghiêm chỉnh hết. Rồi bán cái này anh em là 600k. Một cây giang cơ lai số Eco GR đó, đầy đủ. Bán cho anh em giá 1,000,000 đồng nha, mã là Poka 39 Pro. Một cây X5, mặt thì nó hơi xấu anh em, mặt nhưng mà ok hết, 1,5 triệu. Đó, cái này đã có lên nguồn xung rồi anh em, chạy điện yếu ok ha. Lên nguồn xung mất cái nút đây ha. Giang số X5, giá là 1,5 triệu, mất một nút, màn hình thì nó hơi xấu tí, 1,5 triệu nha. Và đây
Hàng Vina thì anh em có đây có cây X3 Vina ha. X3 Vina giá là 1,8 triệu nha anh em. 1,8 triệu cho cây Vina X3. Một cây Eco Rời B280. Giá là 1,2 triệu nha, 24 bit. Đây, 24 bit. Và một cây gian số X5. Phần mềm X5 nhận đầy đủ, em đã test qua rồi, em đã chỉnh rồi ha. Rồi cái này là 2,1 triệu anh em ha. Hàng của DB Acoustic thì đây. DB S500 đó, em bán anh em giá là 3 triệu, nói như mới nha anh em ha. Anh em nói ngang ngang giá mới thì thôi, em giảm 100k là 2,9 triệu nha anh em. S500 nói như mới anh em còn đẹp nha, 2,9 triệu. Một cây Poka X3 đó, bán cho anh em với giá là 2,4 triệu, hôm nay giảm 100k đi. Cây này rất là hay nha, đẹp long lanh luôn á, 2,3 triệu. Một cây DM9000, khách nào hỏi nhắn tin lại giùm em nha. Nó là thuộc về gian số anh em, chỉnh tay như gian số X5 vậy đó. Giá là 1,4 triệu nha. Quaker 223 thì em còn khá là nhiều, 223 XL thì bán cho anh em giá 700k. Còn 223 xài giắc 6 ly thì em bán cho anh em với giá chỉ có 500k một cây thôi ha. Migo thì em nói chung là Migo bên em thì hôm nay em về một lô này khoảng 10 cây anh em. Mới vừa về ha, khá là đẹp. Một cây UG92 La Mã, đẹp keng ha, tai đẹp. Khách rất là kỹ nha, đã dán chống chày luôn nè. Bộ này 1,2 triệu. 1,2 triệu ha, tai đẹp. Nhưng mà bộ này thì khách đã có chế cháo anh em ha. Đó. Tháo ra, khách đã tháo ra chế cái ngõ 6 ly ở phía sau rồi nè. Cách chế là bông sen đó. Anh em không thích thì em sẽ hàng cái đuôi 6 ly lại cho anh em ha. Cái này khách đã chế lại rồi nha, 1,2 triệu. Còn hai bên canh nông thì hoạt động ok. Cách chế là khách cắm vô thiết bị nào của khách thì mình không biết ha. Đó, 1,2 triệu một cây bộ Migo khá là đẹp. Migo tai đẹp, 1,2 triệu. Tiếp theo thì em có còn một bộ UGX10 2 La Mã ha, tai như mới. Nói chung là sử dụng được 3-4 xô anh em, 1,4 triệu ha. Hàng xài lướt, khách xài rất là kỹ nha, không có một vết chày luôn á nè. Nói chung bỏ vô hộp nó hàng mới là nó như hàng mới ha, y như mới, 90% ha. Rồi, bộ Migo UGX10 2 La Mã, 1,4 triệu ha. 1,4 triệu. Và đây là một bộ Bayer dĩ tím, da cá đây ha, Bayer. Đó, rồi em bán cho anh em giá là 1,8 triệu nha. Đó, 1,8 triệu một bộ Bayer. Đây quên, em còn giang cơ hàng mới đây, giang cơ B3, giá cực kỳ rẻ hơn năm rồi ha. Hàng này năm rồi bán khoảng 1,1 triệu, hôm nay còn 950k nè. Em còn sót được khoảng 10 bộ trong kho giờ mới lấy ra bán thành lý cho anh em giá 950k ha. B3 Migo 7 BBS thì em còn 2 cây nè. Đó, BBS bộ này thì tay nó hơi xấu hơn tí nha nè. Đó, 1,1 triệu. BBS mã là U686 của BBS, 1,1 triệu. Và một bộ BBS tay này đẹp nè, tay khá là đẹp nha, tay này nghĩ là có sơn lại anh em. Rồi bán cho anh em với giá là 1,2 triệu ha, gọ đẹp luôn. Đó, cái này thì bán nhìn cho khách 1,2 triệu. BBS mã là K7800. Đây có cái này đây, 1,2 triệu ha. Migo thì em quay hết cho anh em, Migo T Anshot. Khách nào hỏi thì nhắn tin là giùm em ha. Cây này thì là lúc trước em đi show, tiếng rất là dày rất là hay ha. Đó, chốt thì nhắn tin lại giùm em. 1,1 triệu. Một bộ Migo Sure UG8. Đó, UG8 2 La Mã nha. UG8 2 La Mã tay như thế này đây. Đó. Tay là nói chung còn đẹp nha anh em. Quay kỹ nè, đó, còn đẹp. Giá là 1,1 triệu nha, UG8 2 La Mã đây. 1,1 triệu. UG9 2 La Mã. Sure UG9 2 La Mã, tay thì nói chung có phai màu thời gian tí ha. Đó, như thế này. Anh em cần dán lại canh, xem dán lại canh lại ha. UG9 thì đây. Đó, là bán cho anh em giá cũng là 1,1 triệu anh em ha. 1,1 triệu. Một bộ Migo 7 giá rẻ cho anh em đây. Bộ Migo 7 ha. 800.000. Hoạt động hai tay thì hoạt động tốt ha. 800k.
Miro vải 800.000. Một bộ Migo sâu tên đao vải, em chưa có kịp dán đề ca nhà sơn lại ha, giá 1.000.000 anh em. Migo vải sâu tên đao. Một bộ Migo vải tay màu vàng đây. Đó, màu vàng khá là đẹp nha. Có cái mà hãng là kêu bằng đo A gì nè, KTV. Đó, bán cho anh em giá là 1.100.000 ha. 1.100.000. Mixer thì em còn khá là nhiều anh em quay sơ lược cho những cái bàn mixer em đang có ha. Mixer đây. Mixer MFX 16/6 FX nó, anh em bán trên thị trường thì nói mấy cái cây này thì nó bán 2.000.000 mấy 3.000.000 gì đó em không biết ha. Hiện tại bên em bán cây này cho anh em giá là 2.000.000 đồng. Yamaha. Đây. Ngõ cắm thì ở phía sau anh em nè. Đây, 2.000.000 đồng của Yamaha. Eco Effect hoạt động hoàn hảo hết ha. Mọi chiếc nào hoạt động hoàn hảo hết, không có gục gạc tay nào hết nha. Giá là 2.000.000 đồng. Một mixer MFX 8/2. Nó có hơi sát nhẹ đây ha. Rồi bán cho anh em giá là 1.200.000. Không có Eco ha. Không có Eco 1.200.000. Một cái mixer Sorab FX 8/2. Hàng 8/2 mà có cái like surround nha. 1.400.000, 1.300.000 đâu anh em ơi. 1.300.000 cho nó rẻ. Cho đi hết mấy cái mixer này ha. 1.300.000. Rồi, một cái bàn mixer FX 12. Không có Eco, nói chung cũng còn tương đối đẹp. Đó, mình làm effect gờ đi show ok ha. Giá 1.300.000. Không có Eco nha, 1.300.000 FX 12. FX 12 tiếp tục thì đây, một cây này cũng không có Eco nha anh em ha. Không có Eco. Giá là 1.400.000, đẹp hơn này tí, mắc hơn 100. Và tiếp theo thì em còn được một cái bàn mixer nha anh em, Việt Nam. MX 1210. Đó, MX 1210 nha anh em ha. Một bàn mixer Việt Nam, Eco hoạt động hoàn hảo hết, 12 like mà giá là chỉ có 800k thôi anh em ha. Mixer 12 like giá 800k, nghĩa là Tesla audio ha. À. Mặt mày ngoại hình thì nói chung còn tương đối đẹp, chưa có xét, chưa có bong chóc gì hết anh em. Mixer của Behringer thì em còn cái mẫu là 2442 ha. 3.000.000 còn Eco ha, hoạt động hoàn hảo. Đó em còn hai bàn anh em. Hai bàn 2442 và một cái bàn Koda ha. Một cái bàn Koda xài hệ điện 110 nha, tiếng Eco thì quạt cũng khá là hay ha. Koda xài điện 110. Mixer B-Way thì em còn được một cái mixer B-Way anh em, B-Way 14. Không có Eco nha, hoạt động hoàn hảo. Bán cho anh em 1.400.000 nha, nó bị lỗi Eco anh em. Anh em cần thay bộ Eco thì em sẽ thay cho ha. 1.400.000, không có Eco, hoạt động hoàn hảo. Mixer B-Way nha. Mặt mày nói chung còn tương đối đẹp. Đó, cái dòng này thì đẹp lắm anh em. 1.400.000 ha. 1.400.000, rất là đẹp. Laptop thì em còn về được một cái Asus anh em. Cái Asus nha. Ngoại hình tương đối đẹp, giá là 2.000.000 đồng. Đây, em quay cái phần nó chạy RAM 4GB ha, thế hệ 3350. Laptop Asus, ngoại hình thì còn nói chung là đẹp. 2.000.000 đồng. Chạy ok. Lo thì em còn một số lo ha, em quay cho anh em xem. Em có lo 25, lo 30. Đây là một cái 50 ha. Bát bãi 50, từ 220 coi 100, bát 50. Có làm con rồi mà đẹp nha anh em. Làm con rồi mà đẹp. Giá là 1.000.000 đồng ha. Nói chung cũng tương đối đẹp. 1.000.000 đồng, bát súp ha. Còn bát GCS thì em còn một cái zin nè anh em. Đó, một cái này là 1.300.000 ha. GCF bãi nha. Đó. Này GCF bãi. Dạ, đó. Đó. Đẹp. 1.300.000 ha. Còn một cái lẻ. Bass 40 neo thì em còn một cặp. Đó, 40 neo từ neo rất là đẹp nha em. Làm con rồi nha, 40. Giá 2.300.000. Bass GCF từ 220 con 100 nữa. Rất là đẹp nha. Có mã trên sườn đây. Mã đây ở trên màn ha. Rồi cầm này bán cho anh em giá là 2.300.000. Lo đẹp xin. Đấy. Màn là màn dầu ha, màn tẩm dầu. Loại này thì chống nước cũng khá tốt nha. Nó bị ướt thì nó cũng không rách màn ha. 2.300.000 cặp lo xin.
bát 57 từ 220 con 100. Đây có thu mỗi về từ ha nè. Một cái lẻ 1 triệu đồng. Hôm nay em giảm còn 2-3 cái lẻ em bán cho nó hết rồi nè. Và đây là một cái cặp bát, một cái xin, một cái không nha, bát từ trắng. Rồi bán cho anh em giá là 2,3 triệu, bát 50 từ trắng nha, bát 50 ha. Bán cho anh em giá là 2,3 triệu một cặp. Bát 40 từ 220 con 100, bát B-Way Window ha. Giá là 2,000,000 một cặp, có làm con rồi anh em. Hoạt động hoàn hảo, không cọ gẹt ha. BA 300B, đây. BA 300B nha anh em. Bát này 300B thì em bán cho anh em cặp này là 2,1 triệu. BA 300B ha, con 76, hoạt động hoàn hảo, 2,1 triệu nha anh em. Em còn duy nhất một cặp ha. Bát 30 thì đây, em có bát 30 giá rẻ cho anh em đây. Bát 30 DC. Bát 30 nha. Con là con 75. Từ 170 con 75, một cặp này bán cho anh em giá là 1 triệu đồng ha. Bát DC từ 170 con 75, giá là 1 triệu một cặp. Bát 30 ha. Đó, anh em làm full thì cũng khá là ok. Có làm con rồi. Giá 1 triệu một cặp. Em còn là một cặp BM 250W Made in China ha. Bát zin đẹp. Đó, bao zin bao đẹp. Con là con 65, bát 25 con 65, một cặp là 1 triệu đồng anh em ha. Bát BM giá là 1 triệu một cặp. 25 nha, bát 25. Hàng này rất là khó kiếm này nè. Rồi, một cặp 40 con khoảng 65. Con 40 con 65 bán cho anh em với cái giá là 600k cặp này luôn ha. Hôm nay xả cho anh em bát 40 con 65 600.000. Không zin nha, bát không zin đi nè. 600.000 một cặp. Và đây thì em còn mấy con ống áp rồi nè. Ống áp thì quay cho anh em xem ha. Ống áp thì còn 3 cái ống áp 10kg. Ống áp 10kg thì em bán đồng giá một cái là 1 triệu 7 đây nè. 1 triệu 7 một cái ha. Ống áp này là điện từ 90V đến 250V của Hanshin. 1 triệu 7 một cái, còn em còn 2 cái. Cái này thì bán ngay 1 triệu rưỡi luôn, 10kg. Nó có hơi xấu một tí, 10kg, 1 triệu rưỡi luôn ha. Ống áp 8kg. Đó. 8kg hôm nay em bán cho anh em 1 triệu tư luôn nè. Còn cái 8kg nè, 1 triệu tư luôn nha anh em. Điện của nó là 150V đến 240V ha. 1 triệu tư luôn. Rồi em quay qua phần súp thành phẩm. Súp thành phẩm thì em còn khá là nhiều anh em ha. Cặp này là súp 50, bát 7, con zin ha. Em bán cho anh em một cái lẻ là 2 triệu 2, một cặp là 4 triệu 2 ha. Dán là dán ép, vỏ sơn dán ép. Bao đẹp ha, một cặp. Lưới đầy đủ nha, tại em chưa gắn lưới lên. Còn đây là mẫu súp điện anh em. Mẫu súp điện 40 nha. Đó. Mã là M1001800 nữa. Súp điện 40, mẫu súp hầm ha, vỏ sơn dán ép. Đó, mẫu súp hầm cây gốc đây. Rất là đẹp ha. Đó, một cái súp điện 40. Mẫu agay thì đây em còn hai cặp như thế này ha. Một cặp em bán cho anh em giá là 2 triệu 2 một cặp vỏ ha. Có hậu chạm đầy đủ. Còn đây là mẫu mẫu full đôi 30. Đó, anh em có hỏi thì nhắn tin lại giùm em ha. Full đôi 30 nha. Dán là dán ocan. Nói chung thì nó em có sơn lại cho anh em cũng khá là đẹp rồi ha. Đây. Mẫu full đôi 30 dán ocan, nói chung là cũng có mẻ một hai góc nhâm nhâm nè. Đó, nhỏ nhỏ như thế này thôi ha. Cặp này bán cho anh em là 500.000, chưa gồm phí vận chuyển nha. Full đôi 30, dán là dán ocan. Còn đây là cấu hình em chuẩn bị lên cho khách đây, lên cho anh em xem. Một cặp súp 40, dán là dán ocan ha. Đó. Rồi cặp một cặp đèn cày. Ke góc đầy đủ nha anh em ha. Đèn cày có ke góc đầy đủ, 40 ha. Cặp full đôi 40, một cặp súp 40 luôn. Anh em mua lẻ thì em bán lẻ, còn anh em mà mua nguyên vàng thì em gắp nguyên vàng luôn ha. Muốn lên súp 50 thì anh gắp lên một cái vàng một men thì giá nó tầm, cái này là mình chơi cho anh em đi kẹo kéo nhỏ nhỏ hay là mình đi xô sống cũng được luôn nha, mà giá chỉ tầm 20 mấy triệu thôi. Anh em cần gắp thì alo giùm em nha. Còn đây là một cặp súp Biwi anh em, súp Biwi thành phẩm luôn nè. Một cặp này bán cho anh em 4 triệu đồng ha, súp thành phẩm.
Còn vỏ dán ép, vỏ thế này thì em chuẩn bị sơn đẹp cho anh em nha. Vỏ full oil 40. Nó rất là đẹp nha. Này còn đẹp lắm. Xem GBL là bán là 1,4 triệu một cặp ha. 1,4 triệu một cặp vỏ full đôi dán ép. Đây là con men em chuẩn bị gáp cho anh em lên cái dàn nhạc đây, một con men GHS 4 kênh 64 sò. Một kênh là quấn một cái súp, con 100 là bao ha. Bao luôn á, con này rất là đẹp nha anh em. Còn như mới ha. Và đây là một cặp vỏ súp. Em còn một cặp vỏ súp 50 dán ép. Đó. Ngoại hình thì nói chung tương đối đẹp. Còn đẹp, giá là 1,5 triệu ha. Anh em cần liên hệ giùm em. Cặp vỏ súp 50 dán ép 1,5 triệu một cặp. Đó. Anh em cứ thích cái món nào thì cứ gáp dàn nhạc thế nào thì cứ alo giùm em. Đây cặp vỏ này rất là đẹp nha. Full là con 75. Và men thì em còn số men anh em. Men thì em còn một cây nano mắc ha. Đó, nano mắc giá 2 triệu đồng. Một cây nano mắc 24 sò. 4 tụ 2 triệu. Một cây MR. MR mặt hơi xấu tí thôi. Nhưng mà giá 2,8 triệu, hoạt động ok hoàn hảo hết, rất là đẹp. Một cây men giá rẻ cho anh em đây. Men tăng khô tròn. Đó, tăng khô tròn. 2, 4, 6, 8, 10. Nói chung là nội thất thì nó hơi xấu tí. 10 tụ 32 sò. Nó chạy là 32 sò ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, 2 dĩ là 18. Đó nè, 32 sò. Ủa, 18 là... À, đúng rồi. 36 sò chứ lộn. 36 sò luôn anh em, chứ phải 32 sò nữa. 36 sò mà giá chỉ có 1,7 triệu thôi nè. Nhưng mặt mài nó hơi xấu ha. 1,7 triệu với một con men. Tôi nghĩ là men Việt Nam. Rồi một cây xe 25. Đây đẹp can. Đó. Full đôi súp kép vả vô tư. Cần thì alo giùm em. Một cây men EV 3600, 2,5 triệu nha. 32 sò. Một kênh thì đánh tốt. Một cặp 40 con 75 ha. Việt Nam thì quýnh mấy cái này rất là khỏe ha. Giá nó là 2,5 triệu. Mặt mài khá đẹp. Dép GCF hàng mới thì em còn khá nhiều nè. GCF 450. Đó, 450 của China. 550k nha anh em. Rồi đây là một con men nguồn sung 4 kênh, một kênh đánh được một cặp 40 con 75 ha. Con này thì 7,8 triệu anh em. Mài bao đẹp ha. Nói chung thì trời này hơi tối, rồi nhiều khi trời lúc này bão anh em. Rất là tối em quay thì nó không được nét, anh em chịu khó xem mẹ em ha. Một cây dây ton GM 4009, 6,8 triệu anh em, 4 kênh. Một cây 3 kênh giá rẻ ở đây nè. Một cây 3 kênh. Một kênh là đánh tốt. Một cây súp 50 nè. Và một cặp 40. Đó. Em còn 2 cây như thế này ha. Giá cũng cực kỳ hợp lý anh em. Anh em cần liên hệ giùm em ha. Men Việt Nam giá rẻ thì đây. Đa ton 32 sò. 32 sò một tăng phôn nha. 2, 4, 6, 12 tụ. Đánh tốt. Cặp 40. 2 cặp 40 con 75 là ok luôn ha. Mà giá chỉ có 2,4 triệu thôi. Đây là một con CA 6,4 Pro CA ha. Đó, con này thì 40 sò. Nhưng mà nó rất là lực anh em. 40 sò mà full đôi súp kép thì nó quýnh vô tư ha. 40 sò mà nặng 36kg, tăng phô rất là to ha. CA 6,4 và CA 7,2. Em còn 2 con. Con này khách đã có chốt rồi ha. Giá 2,8 triệu một con. Việt Nam. Đây BV, EV. Đó. EV 4,8. Con này là 60 sò nè. 2000W x 2. Con này thì nói chung là còn thiếu cái hộp thôi nè. Nước sơn zin luôn ha. Đó, nước sơn là nước sơn zin. Tem còn luôn ha, chưa có tháo luôn. Đó, chọc chọc hồi lủng luôn anh em. 3,2 triệu một con ha. EV. Men EV. 3,2 triệu nói chung là còn đẹp như mới. Thiếu cái thùng thôi. Đó, 3,2 triệu em cần liên hệ giùm em ha. Men thì em còn khoảng đâu đó thì tầm khoảng 12 15 cây gì đó. Em cần muốn nào alo giùm em. Cần cái dàn nhạc gáp như thế nào thì em cứ gáp lên đó cho anh em ha. Giá tầm 10 mấy triệu cũng có một cái dàn nhạc anh em. 15 triệu cũng có. Mà hai mấy thì mình sẽ lên gian số, lên đồ xịn xịn tí anh em. Mình đánh thì mình đánh con 4 kênh là dư, một cái dàn nhạc là dư rồi ha. Một gian số, một cái micro, một cái mixer.
tầm khoảng đâu đó là khoảng 20 triệu. Cái vàng này gáp lên là khoảng 20 triệu, ba anh em quýnh là khoảng 100 mấy 200 sách, ok ha, 200 khách luôn. Và cuối video thì anh em cho em xin một like, một đăng ký, cảm ơn anh em ủng hộ kênh em trong thời gian vừa qua. Hàng có đến chậm đến trễ thì anh em điện lại giùm em một tiếng, em sẽ báo anh shipper ha. Có chú khách thì chú nói là lúc này mưa bão, anh em cũng thông cảm là chú nói ngày hôm nay mà không nhận thì chú sẽ không nhận nữa. Nhưng mà em thì chỉ điện shipper thôi chứ em không có trọng trách giao, bởi vì em không có giải quyết vấn đề được. Thì qua ngày hôm sau thì chú nói là chú không nhận nữa, thì chú cũng chịu khó thông cảm giùm em. Chứ bên shipper giao hàng chứ em không đi giao được, nó có chậm một ngày thì cũng không nhầm gì chú ơi. Rồi, cảm ơn nha.